Với lại tất cả quý khán giả về vấn đề mà chúng tôi nghĩ sao về cái lực lượng 47 này, dạ thưa quý khán giả. Bây giờ là thời đại tin học. Chúng tôi theo nghĩ rằng tất cả các nước nên cần có những cái lực lượng này. Theo thiện ý, nhà nước sẽ không tốn theo tiền công quỹ, vì thật sự đây là những cái nhân viên đã lãnh lương của nhà nước rồi. Và nếu mà những cái công chức hay là quân nhân hay là ai đó làm trong cái mạng này đó, 10.000 người đó, đó thì chỉ là những cái người mà nhà nước đã có một thời gian hoạt động với họ, đã tin dùng họ để vào trong cái một cái chính sách chung của thành ra nhà nước không phải mất tiền để mà giống như là các chống cộng cực đoan đây là nói rằng là tốn tiền này tốn tiền kia, tốn thêm ngân quỹ rồi thuế má của dân chúng. Okay, thì chúng tôi nghĩ là điều đó không có, mà vấn đề ở đây nó đặt ra đây đó là chính là những cái mà vẫn chúng tôi nghĩ rằng mới đây đấy, ngay ở trên mạng có một vị quân nhân, chúng tôi không nói tên, đã xưng mình là người hãnh diện, mình là một trong 10.000 người đó. Thì như vậy đó, điều chứng tỏ cái gì? Cái anh ông này đó là một cấp bậc trung tá, ông đang lãnh lương của quân đội. Mà nếu mà ông vào trong này làm thì có thể rằng là nhà nước sẽ trả ông một thêm một cái phụ phí này, chứ không phải là phải trích quỹ ra để mà trả một cái ngân khoản lớn. Và những cái người mà nói rằng sẽ tốn tiền của ngân quỹ nhà nước á, tôi xin hỏi rằng á, quý vị căn cứ ở đâu? Quý vị có bằng chứng trong tay là những cái 10.000 người đã được trả lương như thế nào hay không? Chắc chắn là quý vị không biết. Thế nhưng mà đã không biết thì đừng có cái là gọi là, chúng xin lỗi thẳng dùng cái chữ luôn, hồ đồ mà kết luận là phải như thế này hoặc như thế kia. Theo tôi nghĩ rằng là chính những cái người này đó, không có phải trả lương, nhà nước không phải trả lương. Họ đang là những người tin cẩn ở trong nhà nước. Và nhà nước tin rằng họ làm những công việc đúng. Và thứ hai nữa đó, hiện nay trên cái mạng xã hội đó, rất là vô trật tự. Vì những người mượn cái sự tự do truyền thông qua cái mạng xã hội Facebook đã không tự chế hoặc cố tình dùng những cái phương tiện này để mà đánh phá nhà nước Việt Nam. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái lực lượng 47 này đó được thành lập ra là một cái điều rất cần thiết và mang tính chiến lược về tình báo nhân dân, mà cái người Cộng sản Việt Nam đã từng sử dụng từ ngày chưa có hệ thống tin học nữa. Người ở trong nước Việt Minh cho tới bây giờ đó đều dùng cái gọi là cái lực lượng mà tình báo nhân dân. Tại sao là bên Mỹ có FBI, bên Nga này, bên Mỹ có CIA, bên Nga có KGB, thế rồi cả bên Anh này có MI6, thế rồi cái Trung Quốc, rồi Do Thái nữa, hệ thống tình báo Do Thái rất là mạnh. Tất cả nước nào đều cũng có kiểm soát cái vấn đề Internet hết. Thành ra tại sao là người ta không đặt vấn đề với các quốc gia này và đã có từ xưa nay, mà khi mà Việt Nam vừa công khai tuyên bố thì ảo ảo nhào vô sâu xé. Việt Nam là một quốc gia đầu tiên công khai danh chánh ngôn thuận nói: thưa quý vị, chúng tôi có lực lượng 47, chúng tôi có 10.000 người nhân viên đang làm công việc này. Đó là một cái lời rất, chúng tôi nghĩ rằng rất là quân tử và rất là thành thật. Chúng tôi không giấu giếm quý vị. Còn quý vị á, quý vị là những người đang làm những công việc đó mà quý vị lại giấu giếm. Cái giấu giếm đó mới gọi là cái tội, chứ không phải là chúng tôi. Tại nhà chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là quốc gia đi đầu công khai hóa cái vấn đề. Thì đúng, cái dư luận quốc tế phải chăng chỉ là những cái người ngụy quân tử, hay là tự cho mình cái quyền độc quyền phê phán những cái nước mà đệ tam quốc tế cho rằng những viết nước nhỏ như là Việt Nam hay là không được quyền làm như vậy hay sao? Tuy nhiên chúng tôi không tán thành nếu mà cái lực lượng 47 này có một cái loại
dư luận viên, tự biến mình thành dư luận viên. Tại vì khi dùng cái phương tiện này á, người ta nói đây là con dao hai lưỡi. Nếu mà không kiểm soát được những cái người mà dư luận viên của mình nó trở thành vô hình chung, là tạo cho điều kiện của những người chống phá nhà nước, sẽ phê bình nhà nước, phải nói rằng đây là chủ trương của nhà nước. Ông muốn ở nơi cái lực lượng 47 là cần phải ra tay dọn dẹp, thì sự hoạt động của môi trường không gian mạng này mới mang một cái ý nghĩa thuần túy bảo vệ quốc gia. Tôi không nghĩ rằng lực lượng 47 là một con dao hai lưỡi, mà đó là một con dao một chiều duy nhất để bảo vệ cơ chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi hoàn toàn tán thành và hy vọng rằng với cái sự công khai hóa của lực lượng 47 này sẽ tẩy trừ được các vi trùng truyền thông đang làm ô nhiễm mạng xã hội như hiện nay tại Việt Nam. Đó là điều mong muốn của chúng tôi. Thật phải trả lời cho tất cả quý vị, chúng tôi tán thành lực lượng 47, nhưng mà mong hy vọng rằng những người nào phụ trách cái lực lượng 47 này là những người cần phải thật sự quan tâm và luôn luôn có người theo dõi những cái hoạt động của những thành viên của mình. 10.000 người không phải là nhỏ đâu. Chúng tôi chỉ có 5.000 thành viên thôi đó mà đã cái là bù đầu bức tai rồi về những thành viên. Tại vì mỗi một người một ý thì thành ra, nhưng mà khi mà đã công khai như vậy là cái tổ chức này chắc chắn là phải có một cái tiêu chuẩn nào đó để làm việc. Vâng ạ.